Cảm ơn Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy về một trận chiến không ngang tài, ngang sức. Praise God, we see this Bible of passage. We cannot compare the two army together. Một bên chỉ có 600 người lính. One side you only have 600 armies. Cùng với hai người tướng đó là Saul và Jonathan. And two general, Saul and Jonathan. Vị trí là 602 người. So probably 602 people. Phải đối diện với một đạo quân rất đông đảo. I have to face a multitude armies. Đến nỗi rằng là không thể đếm được vô số lính kỳ, nào là xe, nào là chiến hạm. So much that they could not count. They have chariots and many horsemen. Được tìm thấy ở trong chương 13 từ câu 5 đến câu 6. Khi ấy người Philippines tập trung lại để đánh người Israel. Chúng có 30.000 lính chiến xa, 6.000 kỵ binh và quân lính đông như cát bãi biển. Chúng đi lên đóng trại ở Mi'kma về phía đông Beth Aven. Khi người Israel thấy nguy cấp vì quân mình bị áp đảo, thì dân chúng đều ẩn trốn trong các hang động, bụi rậm, hốc đá, mồ mả và hầm hố. In chapter 13 verse 5 and 6 we can see it's a multitude of the armies. Một trận chiến không ngang tài ngang sức một chút nào. A battle that you cannot compare. Một bên thì là 602 người đang run sợ. One side you have 602 people, they are in they are afraid. Còn phía bên kia thì quân lính đông đảo. And on the other side they have multitudes of people. Trên 3.000 lính kỵ binh, 30.000 lính kỵ binh. Over 30,000 soldiers. Rồi quân lính thì đông như cát bãi biển. And they have multitudes of armies. Bủa vây từ ba phía. Surrounded all three different areas. Người Israel không còn lối thoát nữa. The Israelites have no way out. Kinh Thánh không cho chúng ta biết rằng lý do vì sao. The Bible did not let us know the reason why. Sau một thời gian. For a short period of time. Từ chương số 11 cho đến chương số 13. From chapter 11 to chapter 13. Quân đội của Saul chỉ còn lại có 602 người. The army of Saul now only have 600 people. Trước đó thì họ rất đông. Before that, they have a lot. Rất nhiều người theo. Many people came. Saul đã đánh thắng rất nhiều trận chiến. And Saul have won many battles. Nhưng trong lúc này thì Saul và con trai của mình là Jonathan đang bị bế tắc. But at this moment, Saul and his son Jonathan, they are in despair. Phải đối diện với một đạo quân đông đảo. They have to face the army of multitude of people. Không còn lối thoát nữa. No way out. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời. But praise God. Làm sao để chúng ta có thể bước đi trong chiến thắng trong bối cảnh như vậy? How can we walk in victory during this time? Cảm ơn Chúa. Praise God. Ngài đã cho chúng ta thấy cuộc đời của Jonathan và một người vác khí giới. He showed us the life of Jonathan and his armor bearer. Jonathan và người vác khí giới của mình. Jonathan and his armor bearer đã lặng lẽ đi ra khỏi đạo quân. They left the army. Không cho cha mình biết. Not let his father know. Rồi đi tiến tới gần quân địch. He getting closer to the enemies. Đầu tiên là chúng ta có thể làm sao mình bước đi trong chiến thắng. The first thing, how can we walk in the victory? Quý ông bà anh chị em và tôi cần phải có điều đầu tiên đó là first we need bước đi trong chiến thắng bởi đức tin. We need to walk in faith. Amen. Bởi đức tin. By faith. Chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi những gì chúng ta thấy. We need to walk by faith, not what we see. Vâng, đó là trong câu số 6, Jonathan đã nói với người vác khí giới của mình rằng Jonathan nói với người vác khí giới cho ông, nào chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt đi kia, có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ hành động, không gì cản trở Đức Giê-hô-va cho chúng ta chiến thắng. We see in verse 6, Jonathan say to the young man who bears armor, come, let's go over to the garrison of the uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing restrains the Lord from saving many by many or by few. Đây là câu nói bởi đức tin. This is the word by faith. Bởi đức tin mà Jonathan có thể nói lên câu nói này. By faith that Jonathan can speak up this word. Vì sao? Why? Vì Jonathan cũng đã được biết về những thế hệ đi trước của mình. Because Jonathan know all the people been walk ahead of him. Chúng ta biết người Israel thì họ rất là kỹ để dạy cho con của mình về lịch sử. We know the Israelite people, their cultures to teach their children about their history. Amen.
dòng dõi Abraham, Isaac, Jacob rồi cho Abraham, đến Abraham, Isaac and Jacob until rất nhiều các tiên tri. The prophet to the prophet. Bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ người Israel đã bị đàn áp dù là một số nhỏ phải đối diện với quân đông. Many years that Israel been tortured by all the nations. Tôi nghĩ rằng những cái bài ca về Moses giúp dân sự vượt qua biển đỏ, rồi Joshua vượt qua sông Giô-đanh. And all these songs that we making how Joseph, how Moses bring the Israel across over the sea. Đức Chúa Trời giải cứu người Israel ra khỏi tay của người Ai Cập. And how God delivered Israel from Egypt. Vâng, bởi đức tin. By faith. Bởi đức tin từ đâu? By faith from where? Từ Đức Chúa Trời của mình qua những thế hệ đi trước. From God to many generations passing. Ngày hôm nay ông bà anh chị và tôi cũng vậy, chúng ta nhận được đức tin từ nơi Chúa qua những người đi trước chúng ta. And today we have faith, we build our faith by many people that walk ahead of us. Amen. Dù bối cảnh của bạn đang khó khăn như thế nào, whatever situation you are in, nhưng tôi muốn hỏi rằng đức tin của bạn ở đâu? I want to ask you, where is your faith? Đức tin của bạn như thế nào? How is your faith? Không có đức tin thì chẳng điều gì có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Without faith you cannot please God. Amen. Amen. Hebrews 11 câu 6 nhắc chúng ta về điều đó. Hebrew một bản thánh ca hùng hồn của những người anh hùng đức tin trong Hebrews 11. Hebrews 11:6 let us know all this for a man of faith. Bạn có thể làm được rất nhiều điều, nhưng nếu không có đức tin thì chẳng gì có thể đẹp lòng Ngài. Without faith nothing will please God. Cho nên hãy nói với người bên cạnh rằng hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. So talk to your left or right. Have faith. Let them know. Have faith in God. Đừng sợ. Do not be afraid. Chỉ tin mà thôi. Just believe. Con gái Giai-du đã chết rồi. Giai-du daughter is dead. Người đàn bà Canaan, con gái của bà bị quỷ ám quá lớn. A woman Canaan, her daughter been possessed with demon. Người phụ nữ bị dòng huyết 12 năm. The woman with the blood issue 12 years. Biết bao nhiêu năm qua tay nhiều thầy thuốc, mất hết tài sản tiền của. Lost all her money and went to many doctors. Chúa Giêsu nói gì? But Jesus said, hãy có đức tin. Have faith. Hãy có đức tin. Have faith. Amen. Đây là cái require đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên của những người bước đi theo Chúa. This is the first requirement for those that follow God. Có đức tin nơi Ngài. Have faith in God. Dù hoàn cảnh của bạn có khó như thế nào. It doesn't matter your situation in darkness. Tôi không thích nghĩ rằng lịch sử người Việt Nam chúng ta, nếu để mà compare, để so sánh với lịch sử người Do Thái, chúng ta còn xa nhiều. Our Vietnamese cannot compare the culture with the Jewish people. Đúng không ạ? Họ phải chịu biết bao nhiêu sự thống khổ. Jews, they walk, they've been through many, many hardships. Sự bách hại. A lot of persecutions and death. Người ta muốn vùi dập, muốn giết, muốn bóp chết từ trong trứng nước. They want to kill, destroy them, to get rid of them from this world. Nhưng hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. But have faith in God. Amen. Điều thứ hai, my second để point, chúng ta có thể bước đi trong chiến thắng, in order for us to walk in victory, đó là bởi sự hiệp nhất, by unity, bởi sự hiệp nhất, by unity, bạn và tôi phải có sự hiệp nhất, we have to unite with each other, hãy có sự hiệp nhất với nhau, we need to be united with each other, với lãnh đạo của bạn, with our leadership, với người phối ngẫu của bạn, with your spouse, với những người cùng làm việc với bạn, to your co-worker, amen. Hãy có đức tin và cùng với sự hiệp nhất thì bạn và tôi mới có thể đến với sự đắc thắng được. Have faith and united with your brother and sister that will lead us into victory. Đức Chúa Trời, chương trình của Ngài đem sự hiệp một. God plans to unite us. Adam và Eva hiệp nhất với nhau. Adam Eve are connected or united. Khi tội lỗi chưa bước vào. Before sins came. Nhưng Satan nó đã chia rẽ. Satan have divided. Vâng, sự chia rẽ ngày hôm nay có quá nhiều trong các gia đình, trong các công việc, dù bất cứ một nơi chỗ nào chúng ta đều thấy sự chia rẽ, ngay kể cả hội thánh cũng bị chia rẽ. Today we see these divisions in church and family, in our workplace, everywhere. Vì sao vậy? Ai cũng muốn là mình. Why? Because we want everything to ourselves. Amen. Phải có sự hiệp một. We need to be united. Câu số 7, lời của Chúa là người vắc khí giới cho ông thưa, xin cứ làm mọi điều ông ước muốn, tôi xin một lòng một dạ với ông. Verse 7, so his arm bearer say to him, do all that is in your heart, go then, here I am with you according to your heart. Câu hỏi đặt ra rằng, bạn đang có bao nhiêu người một lòng một dạ với mình ngay lúc này? The question is, how many people
are according with you right now. Tôi muốn nhìn thấy một vài cánh tay giơ lên được không? I want to see hands up. Bạn đang có những người nào là người một lòng một dạ với mình? How many people do you have beside you, or corner you, or united with you? Hội thánh ơi, ngày hôm nay Satan nó đang muốn chia rẽ từ bao nhiêu năm trước và vẫn cứ tiếp tục làm. Chúng ta không cần phải thêm vào cho Satan. Brother, sister, Satan have been doing this for years. He wants to divide the people of God. Hiệp một khó, không dễ đâu. It's hard to unite with each không other. Không dễ thuận phục một người đâu. It's not to please somebody. Không dễ để có thể đồng hành cùng một người đâu. It's not to walk along with another Tại people. Tại sao công việc này phần thưởng thì mục sư nhận, còn cái khó thì về phần tôi? Why the pastor have to do all this easy thing and the hard thing I have to do it? Người ta hay có cái comment dễ như vậy phải không ạ? Many people have that type of comment. Những việc nào dễ thì người lãnh đạo làm, còn người khó thì để tôi phải làm à? The easy thing let the leadership do it, but the hard thing let me do it. Bạn không biết được cái sự khó khăn của những người lãnh đạo của bạn đang đối diện đâu. But you don't know what the leadership are facing. Amen. Tôi nhớ một bức tranh khi một mục sư đứng ở như vậy đang giúp cho dân sự rất là giơ tay rất là cao, tươi cười, nhưng đằng sau đó biết bao nhát dao đâm vào. I remember this portrait, illustration. There's a pastor stand there raising his hand, told the church, but they don't know how many people stand behind him or stabbing him. Phải không ạ? Hãy có một lòng một dạ với một ai đó, với lãnh đạo của bạn. Have a heart with your leadership with somebody that you your brother sister. Trước khi bạn muốn có sự conquer, bạn muốn có sự đắc thắng. Before you want victory or a conquer. Amen. Người vác khí giới không có ghi tên. The arm bearer, we don't see his name, we don't know his name. Kinh thánh cũng rất là kỳ diệu phải không ạ? Bible is amazing. Chỗ không tên này cũng là một bài học lớn cho chúng ta phải không? We don't see his name. Nhiều khi chúng ta muốn phải có tên của tôi ở đó. Sometimes we want our name to be on it. Cái bảng danh hiệu đó phải có tên của tôi, có tôi trong đó mà. We need our name on something that we do. Công việc đó là tôi làm. Oh, that's the work that the type of work I do. Nhưng kinh thánh chỉ đơn thuần ghi là người vác khí giới. But we see the Bible clearly state it's just an arm bearer. Amen. Phải có sự hiệp một hội thánh ơi. We need to have unity. Gia đình ơi. Family. Trước khi bạn muốn kết thúc một việc thì hãy nhớ vì sao bạn bắt đầu. Before you end a task, know how did you begin? Bao nhiêu cặp vợ chồng đã bị chia rẽ? How many relationship between husband and wife are being divided? Vì cớ đi một lúc khó quá, cọ sát, đau đớn. Because in a long time when you walk, you know, you are bumping into each other. Nhưng mà Chúa bảo là gì? Sắt thì mài nhọn sắt mà phải không ạ? We say metal sharp metals. Để chúng ta được trở nên tốt hơn. So we become better. Chứ đừng nghĩ rằng là thay đổi. Don't think it's a change. Thay đổi không tốt hơn đâu. A change is sometimes it's not good. Cũng sẽ quay trở lại bài học đó thôi. But you will come around with the same lesson. Cảm ơn Chúa, hãy có sự hiệp một. Praise God, have unity. Và điều thứ ba, tôi muốn chúng ta cùng học chung với And nhau. My third point. Bước đi trong chiến thắng. To walk in victory. Dẫn của Đức Chúa Trời. We need the guidance of God. Bước đi trong chiến thắng bởi sự chỉ dẫn của Ngài được tìm thấy trong câu số 8 đến câu số 10. We see that in verse 8 and 10. Jonathan tiếp, này chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy để cho chúng thấy chúng ta. Nếu chúng nói hãy đợi chúng ta đến chỗ chúng mày, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên cùng chúng. Còn nếu chúng nói hãy lên đây, thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Đức Giê-hô-va đã phó chúng vào tay chúng ta. Bước đi trên chiến thắng bởi sự chỉ dẫn của Chúa. Walk in victory, you need God guidance. Bạn có đức tin, bạn you có sự hiệp faith, một. You have unity. Chắc chắn sự chỉ dẫn của Chúa sẽ đến. Definitely, God guidance will come. Amen. Và Jonathan và người vác khí giới cho ông bước đi trong sự chỉ dẫn của Chúa, chứ không phải bước đi trong sự mù mờ. Jonathan and his armor bearer walk by the guidance of God, not because of what they see or what they know. Phải không ạ? Chỉ có hai người mà đối diện với một đoàn quân đông làm sao mà có thể thắng được? Only two people, how can they face a multitude armies? Nhưng bởi sự chỉ dẫn của Chúa đã đến với họ. Because the guidance of God came to them. Chúng ta hãy để ý kỹ trong cái phần mà Jonathan nói với người vác khí giới có ba bước. Pay close to what Jonathan said to his armor bearer. Three things. Một là gì? Đi lên. Nếu như chúng nói nó là gì? Dừng lại thì họ dừng. Go up. If they stop, we will stop. Còn nếu chúng nói gì? Hãy lên đây thì chúng ta lên. If they say let's come, then we will come. Thứ nhất là đi.
First you have to walk. Thứ hai dừng. Stop. Thứ ba là tiến tới. Moving forward. Thì chúng ta thấy từ câu số 11 thì người Philippines nói gì? Hãy lên đây cùng chúng ta. And we see in verse 11 the Philippines say come up to us. Cho nên Jonathan và người vác cái giới làm gì? Đi lên. So Jonathan and the armor bearer go up. Vì đó là sự chỉ dẫn của Chúa. Because that is God guiding. Đến trên họ. To a point. Ngày hôm nay chúng ta thích đi theo cảm xúc lắm. Today we walk by our feelings. Mục sư mình có đông người, mục sư mình có cái này, mình có cái kia, đi Pastor, được, đi được. Pastor, we have a lot of people, we have this, we have that. We can do it, we can walk through it. Nhưng nếu nó không phải là sự chỉ dẫn của Chúa, but if that is not from God's guidance, thì chúng ta dù có đông đến mấy, it doesn't matter, you have a lot of people, cũng không hiệu quả đâu. There will be no result. Nhưng chỉ cần có hai người thôi. We only need two people. Có sự chỉ dẫn của Chúa, have God guidance, thì sự đắc thắng của Chúa đến, and victory came. Amen. Amen. Vâng, bước đi xong sự đắc thắng walk bằng đức victory, tin, by faith, bằng sự hiệp một, by unity, bằng sự chỉ dẫn của Chúa. By God guidance. Nhưng tôi muốn dừng lại chỗ này một xíu. I want to stop here for có a moment. Nhiều người đã thấy sự chỉ dẫn của Chúa rồi nhưng không đi. But many people have received God guidance, but they not following it. Chúng ta có thấy cái này phổ biến không ạ? We see this. Cứ ngồi ở một chỗ, cứ chờ. We continue to sit and wait. Chúa đã chỉ dẫn rồi, đi đi con. God already show us, guide us. Thì đến cái phần thứ tư này là gì? Bước đi trong sự chiến thắng bởi hành động. And my fourth point is walk in victory by actions. Amen, ông hội thánh. Amen. Hãy hành động khi Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. When God show us, put it to actions. Bạn và tôi sẽ phải đối diện nhiều lúc, có nhiều sự gọi là người ta bàn ra bàn vào. Me, we are facing many challenges. People say many different things. Không hợp đâu mục sư ơi, không được đâu, chưa đúng thời điểm đâu, rất là khó. Probably it's very hard. It's not the right time yet. It's not very relevant. Nhưng khi sự chỉ dẫn của Chúa đến rồi, hãy hành động. But when God guides, lead us, put it to action. Chúng ta là những người bước đi theo đức tin chứ không phải theo mắt thấy. Because we walk by faith, not what. Bao nhiêu người từng kinh nghiệm rằng Chúa ban phước một cách thật là dồi dào lớn lao. Many people have experienced God blessing abundantly in their life. Quý vị ơi, tôi là một người sinh ra trong gia đình nghèo ở tại quê hương của nhà tôi. I'm one of them, the family that were born in a very poor. Bố tôi say xỉn, cờ bạc. My dad is a drunkard and a gambler. Làm phụ hồ. It's just làm phụ hồ. Constructions. Mẹ tôi đi bán ve chai. My mom, she sell plastic. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời. Praise God. Ngày 14 tháng 7 năm 2012. July 14, 2000. Một gia đình nghèo như vậy mà có một cái đám cưới lớn nhất làng. With a poor family, but we have the biggest wedding in the village. Chúng tôi có một đám cưới ngay tại khách sạn 5 sao ở tại Sài Gòn. My wedding at the 5-star hotel in Saigon. Tôi từ Malaysia trở về Việt Nam chỉ cầm trong tay khoảng 30 triệu. When I came home from Malaysia to Vietnam, I only have 30 million đồng. Không đủ để chia cho 5 bàn tiệc cưới ngày hôm đó. Not enough for 5 wedding table. Nhưng mà Chúa đã làm điều thật là kỳ diệu. But God had do amazing thing. Phước hạnh vô cùng. A very blessing. Những người trong làng tôi đến, tại sao thằng Sang mà nó có thể có được một đám cưới như này? The people from the village came and they were amazed. How can Sang have this kind of wedding? Chúa ban phước. Because of God's blessing. Giờ đây tôi có một vợ ba con. Today I have a wife and 3 children. Rất là tuyệt vời. It's very amazing. Hành động. Actions. Hãy hành động. Đừng dừng lại chỉ ở chỗ thấy, đừng dừng lại ở chỗ Chúa chỉ cho mình rồi mình không làm gì thì việc cũng chẳng xảy ra đâu. Don't just stop by seeing, don't just stop by God show you, but nothing will happen. Chúng ta thấy sự đắc thắng một cách vượt trội khi Jonathan và người vác khí giới đã hành động. We see fully victory by Jonathan and his armor bearer the way they act. Trận đầu tiên họ giết được 20 người. The first battle they went to, they killed 20 people. Trên mảnh đất khoảng hơn nửa mẫu. In a half an acre land. Nhưng từ câu số 16 cho đến câu số 23 thì sự đắc thắng kinh khủng khiếp đã đến trên họ. And verse 16 and 23 we see a big victory came to them. Kẻ thù chạy trốn. The army flee from them. Trước Israel. Before the Israel. Sự đắc thắng của Chúa đến làm gì nữa? Chúa phục hồi những người trước đây đã bỏ hàng ngũ của Israel cũng quay trở lại để
đầu quân cho Saul và Jonathan. And we see God brought a big victory for Israel. Many soldiers have been back out. Now he revived them. Sự đắc thắng của Chúa một cách thật là vượt trội. And God's victory is above all things. Lúc đầu chỉ còn là mong làm sao được cứu thôi. Nhưng sau đó thì sao Chúa cho đánh chiến vượt khỏi Beth Aven. That we just hoping just to somebody to deliver us, but now God have delivered them and give them victory. Là đồn của kẻ thù. Là đồn của kẻ thù. Beth Aven là territory of the enemies. Beth Aven is a big territory belong to the army. Nhưng mà Chúa lại cho người Israel đắc thắng vượt khỏi Beth Aven. But God gave the victory to the Israel from Beth Aven. Từ hai con người. From two people. Sẵn sàng. Ready. Khi Chúa kêu gọi. When God call. Amen ông hội thánh. Nguyện Chúa ban phước trên hội thánh. May God bless the church. Nguồn sống nơi đây. The living stream church. Mở rộng bờ cõi của Ngài. To enlarge our territory. Khắp mọi nơi. Everywhere. Amen. Amen.